Về quê ăn Tết 7 ngày mà quên tắt bếp ga. Khi trở về, chàng trai được chứng kiến cảnh tượng nhớ đời. Mới đây, một chàng trai đã đăng tải lên trang cá nhân clip ghi lại khung cảnh khi trở về nhà sau kỳ nghỉ Tết dài. Như bao người khác, trước Tết Nguyên Đán, anh chàng cũng khăn gói về quê đón Tết cùng người thân. Thế nhưng sau 7 ngày trở lại, chàng trai mới phát hiện ra điều kinh hoàng là trước khi rời nhà, anh đang ôm nồi chân gà mà hoàn toàn quên mất. Kết quả là bếp ga đã bật âm ỉ suốt 7 ngày 7 đêm từ năm ngoái sang năm nay. Cả căn nhà của anh bốc khói nghi ngút, sàn nhà loang lổ dầu mỡ bắn ra từ nồi chân gà, còn chân gà lúc này đã cháy thành than. Dẫu vậy, anh chàng vẫn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không có hỏa hoạn hay cháy nổ xảy ra. Ngoài vấn đề vệ sinh nhà cửa chắc chắn sẽ rất vất vả, thì gia đình không có thiệt hại nào khác ngoài mất chiếc nồi bị cháy. Tất nhiên, đây sẽ là bài học nhớ đời dành cho anh chàng và là lời cảnh báo chung cho tất cả mọi người. Câu chuyện hú hồn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa số mọi người đều cho rằng chàng trai đã quá bất cẩn, vô trách nhiệm và nếu xui xẻo thì hậu quả gây ra có thể vô cùng nghiêm trọng cho hàng xóm gần đó. Rốt cuộc thì kiếp trước hàng xóm của anh này đã làm gì sai mà giờ đây phải chịu cảnh có người láng giềng hết hồn, vô trách nhiệm như thế này. Anh ta không tắt bếp luôn mà còn lấy điện thoại ra quay clip để đăng lên mạng, thật không thể hiểu nổi. May mắn là không có tai nạn gì đáng tiếc xảy ra, nhưng tôi nghi ngờ tính chân thật của tin tức này. Chẳng lẽ bếp ga bật 7 ngày liền mà không hết ga tự tắt? Được biết chàng trai này đang sinh sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.